Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Sau thời gian hậu kỳ, bộ phim ngôn tình hiện đại Giữa cơn bão tuyết đã chính thức phát sóng và đạt 9.0 điểm đầu ban. Phim do Ngô Lỗi, Triệu Kim Mạch diễn chính. Ngô Lỗi sinh năm 1999, là thủ khoa của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khóa 2018. Các bộ phim nổi bật: Trung Cực Bút Ký, Đấu Phá Thương Khung, Trường Ca Hành, Tình Hán Sán Lạn và nhiều bộ phim khác. Triệu Kim Mạch sinh năm 2002, là thủ khoa của Học viện Hí kịch Trung ương khóa 2020. Các bộ phim nổi bật: Lưu Lạc Địa Cầu, Thiếu Niên Phái, Tình Đầu Ngây Ngô, Khai Đoan và nhiều bộ phim khác. Giữa cơn bão tuyết được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo, là câu chuyện thanh xuân tràn đầy tình yêu và ước mơ của những người trẻ tuổi. Ngô Lỗi vai Lâm Diệt Dương, Triệu Kim Mạch vai Ân Quả. Lâm Diệt Dương và Ân Quả gặp nhau trong một đêm bão tuyết ở nơi đất khách. Lâm Diệt Dương nảy sinh tình cảm với Ân Quả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai đến gần nhau hơn nhờ niềm đam mê với bia. Thời điểm này cả hai mới phát hiện Lâm Diệt Dương và anh họ của Ân Quả từng là kẻ thù trên bàn bia. Cuộc sống của cả hai đã thay đổi từng chút một từ cuộc gặp gỡ giữa cơn bão tuyết ấy. Bộ phim ngôn tình hiện đại Giữa Cơn Bão Tuyết với sự tham gia của dàn diễn viên Ngô Lỗi, Triệu Kim Mạch, Vương Tinh Việt, Trần Tĩnh Khả, Vương Nhuận Trạch và các diễn viên khác. Phim lên sóng vào ngày 2 tháng 2 trên Tencent. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.